cặp khỉ già. Sự trỗi dậy của lấu mì cay đi. Để đâu? Nãy khu đấy á. Là gì là? Khu đấy anh nhảy ngu lắm. Chấm đi. Thôi vào đấy cũng được. Chấm đi nhảy kìa. Có ai bay cùng mình không? Có em ơi, hai team, ít nhất là hai team. Khu nào có đồ, hai cái nhà kho đấy đúng không? Ừ, hai cái nhà. Ủa, hai thằng nó sang ngay sau em luôn này. Bốn thằng nhá, không phải hai đâu. Ô thì méo nào. Sao em lại tụt xuống tầng 1 kia? Nhảy dù xuyên nhà. Chúc mừng em. Mày đùa với khỉ. Mày đùa với khỉ này. Chạy lăng quăng. Mày đùa với khỉ. Mày đùa với khỉ này. Chạy lăng quăng. Xong hết rồi à? Không, mới xong hai thằng lẻ thôi, không còn một thằng ở trên nhà nữa. Có một thằng ở chỗ khu em, lúc em nghe tiếng bước chân. Đây, nó ở trong nhà này. Nó ở ngoài em ạ. Mày đùa với khỉ này, giết luôn. Đây rồi, anh nhìn thấy một thằng nữa đây rồi. Như ở trên cái khu trên W. Đây, anh nhìn thấy nó ở đây, khu thùng hàng. Nó ra khỏi tầm mắt anh rồi. Khu thùng nhà kho á, có cái xe container ấy. Hử? Có xe container này, trước mặt anh này. Ở giữa sân đấy. Có một cái xe container đỏ xanh ấy. Anh chưa có scope, không bắn được nó. Không thấy, nhà cái xe gần mình đây. Ừ, cái xe gần mình. Đỏ xanh này, cạnh mấy cái taxi này. Canh cho anh vào anh giết nó. Anh không có scope, không bắn xa được. Phải ốp. Chưa nhìn thấy chân nó đâu cả. Đây đây, nó chạy ra chỗ thùng công kìa. Sau đi ô tô. Ok. Sau đi ô tô anh ạ. Một thằng, còn thằng nữa em ơi. Còn thằng nữa. Kìa, trên cột. Trên cái cột phát sóng kìa. Ok. Từ anh loot xem thằng này có gì không. Thằng này không có gì cả. Nó đã bắn lục rồi thì có gì. Đâu, súng to mà. Cột phát sóng nào ấy. Đây, cột này. Từ anh uống nước đã. Ok. Xác nhận. Máu anh ít quá. Mẹ, khu này đã nghèo mà còn đông nữa. Nhìn nó chưa? Nó lấp rồi, nó chỉ ở quanh khu cột này thôi. Ô. Thằng khác ấy. Mày đùa với cả ninja rùa này. Bắn tao à? Đùa với cả King Kong à? Rồi, có cốp đẻo em ơi. Có máu không? Cho anh xin ít máu à? Có băng đít mẹ lước. Ờ, xin băng đít. Chin băng đít. Ý. Ngồi im thôi. Từ, anh em lấy xe nam đi luôn. Em được mạng nào chưa? Chưa. Vãi chi nè em. Anh được 5 mạng rồi. Đi thôi. Đâu xe đâu? Ngay sau đít mình à. Đừng có lên xe vội. Nó bắn giờ. Được rồi, thế lên luôn. Tèo. Ui, chưa cả lút kỹ. Mỗi cái da ba mấy cái mũ bông mũ hai. Anh còn trả được cái méo gì. Nói chung khu này như shit. Đi lút nào. Nà ní.
Nhìn con khỉ nó lái xe trông dị vãi em ạ. Em nhìn này. Nút đâu giờ? Đi dọc đường chính đi lấy con xe khác đi. Có máy bay kìa. Xem nó có thể. Máy bay chính đi. Ừ, có thể đính không? Không thả. Không. Đây đến khu này lút này. Có khi lút rồi. Chưa em ơi. Em nhà một tầng, anh nhà hai tầng nhá. Ăn chia sùng phẳng. Trời ơi, nhà chả có cái méo gì cả. Đùa tôi chắc. Bay nổi. Nó bắn mình ấy. Bắn tao hơi đau nha. Bố à? Không biết nữa, nó bắn. Cũng có thể là bố đấy. Chả biết. Tên đấy. Bên đấy khẩu. Khẩu SMG nào? Vừa nhặt được cái giảm thanh. Không, chưa có. Anh muốn bắn khẩu MP. À đây có MP5 này. MP5 với cả Vector. Ui. Nó là thằng ở đây em ạ. Nó lút sạch ở đây rồi. Nó lút sạch, nó đóng cửa. Xong nó ra ngoài nó chờ mình. Khốn nạn thật. Đây mà, Vector ở trên đây mà. Vector với MP5 trên đây mà. Trên đây. Đây à. Đây mà. Cái gì? Có đạn. Em không có đạn á. Vãi cứt. Không. Đấy. Cầm tạm 3 viên đi, anh hết đạn rồi. Có 3 viên cho 3 viên đấy. Đi thôi em ơi. Có thiếu rifle không? Không, rifle này thôi, cần gì nhiều. Không có thính nhở? Tiêu. Ở khu kia, hai nhà kia đẹp kìa. Có một cái nhà vệ tinh kìa. Ờ, cái nhà này ăn giàu. Anh lút nhà vệ tinh cho, em lút hai nhà lẻ đi. Kỹ năng anh nó cao. Anh phải nhà vào nhà vệ tinh. Trời ơi, rifle một đống này. Mua hai, anh có mua hai chưa? Anh có rồi. Kiếm cho anh khẩu Thompson cái. Trận trước bắn MP5 là anh mù mắt rồi. Phải bắn Thompson. Nhiều đoạn rifle quá. Anh cũng nhiều rồi, gần 300 viên rồi. Đây 330 rồi đây. Ui mũ 3 luôn. Bắn mà bắn có hết được đâu. Chủ yếu là bắn không có hết. Mũ 3 cho em nhá, em ghép cùng với combo Azap 3. Vãi em. Tại sao em không lại đưa không đưa giáp 3 cho anh để anh ghép vào cái mũ? Kỹ năng anh cao cần đéo rồi dẹp. Không, cái anh thấp lắm. Không có cốp nào ngon à? Không, toàn x2 đây. Chán quá. Ok, chào Tiểu Mốc nhá. Chào Kim Thanh. Chào mọi người. Hết rồi em ơi. Có xe đi máy ra ngoài ban công chưa? Xe máy lấy. Đi ra ngoài ban công rồi chưa? Lại còn phải dạy anh. Anh lút cái nhà đấy 30 năm kinh nghiệm rồi. Lên xe em ơi. Mẹ, hai con khỉ chất vãi. Đúng là. Đúng kiếm. Cẩn thận nó nấp đi nhá. Em ơi lụm nhiều bom mà em ơi. Tí đáp nó xuống. Nhà này nó lút sơ sơ rồi sao? Nhà anh còn đầy này. Đồ đạc súng má còn đầy này. Em có qua lấy không? Em ui Thôn Sơn đây rồi. Ngon rồi. Hủy diệt. M4 bên đây nhiều lắm nè. M4 có rồi. Đạn Thôn Sơn em có chưa? Vẫn thế. Ở đây thế anh chia cho một nửa này. Này, nhặt đi. Đây này, đây mà. Ok chưa? Đi nào.
Lên xe mấy bề. Ngon đấy, hòm hòm ấy, kiếm cái có X8 nữa là đẹp. Đùa mấy cái máy bay đi qua đây mà không có, nó không thả cho mình bất cứ cái thính nào. Đi đi mẹ vào khu trong này, khu giữa bò đây. Đấy, lòng vòng ở đây tí đã. Đấy em đút cái nhà 2 tầng luôn đi. Anh đút nhà 1 tầng cho. Cẩn thận nhá. Kiếm cái X8. Ô, ô, sao cục máu anh không nhặt được? What? Ơ Phan này, thử qua nhà này xem em có nhặt được cái áo, cái cục máu với lại một đống đồ ở đây không? Em à đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nhặt được rồi, nhặt được rồi, nhặt được rồi. Nó bị lag, nó bị lag, nó bị lag. Còn 48 thằng nữa em ơi, cố gắng hốt hết chúng nó. Là anh em mình nhiều kill lắm. Ờ, sau trận này mà top 1 anh sẽ đặt tên cho cái video clip là khi bầy khỉ nổi giận. Đó. Lấy lương. Nước có bình nhỏ ghê đi. Này này anh có nhiều lắm. Này chia bớt cho này. Nhiều. Ô thính kìa. Đâu đâu đâu. Cho 50 ra rơi. Ok ok, đây lấy nước đi đã. Uống luôn đi. Anh có 5 bình cho em 2 bình, uống bình còn 2 bình. 150 hả? Ừ. Lên xe thím đèo. 150. Ở đây rồi. Woo, thính của tôi. Có xe đến. Xong rồi, chết hết rồi, chết hết rồi, chết hết rồi. Trời ơi, bọn này giàu quá. À, đứt dù gaming. Cái gì mà đứt dù? Đứt dù gaming. Là sao? Thực hiện tốc 1 nào cho anh. Chưa. Thính có gì không? Thính có khẩu ấy đấy. Có khẩu bắn bọp 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 ấy, em có lấy không? Phóng liệu ư? Ừ, phóng liệu này. Không. Đi xe này, của lọ này á. À, từ từ anh xịt xe này. Xịt. Đã hiểu gì đây? Đấy. Xong đi xe máy. Gì ô tô bắn được. Thôi thôi thôi, đừng bắn nữa. Không lại chết cái oạch cái gái ra giờ. Ui mình ở xa bo phết nhỉ. Vừa lúc thằng kia có X4 ngon thế. Giảm thanh rifle luôn. Anh cũng giảm thanh rifle mà. Anh nhưng mà anh loot trong thính. Lần đầu tiên anh thấy trong thính có giảm thanh ấy. Chả có à. Mọi lần anh chưa bao giờ anh loot được giảm thanh trong thính cả. Đúng rồi, em chưa bao giờ loot được giảm thanh. N15 à, bà ấy chơi không? Khu ấy đông lắm, khu ấy đông lắm. Giờ vào ngại tìm chúng lắm. Bây giờ chúng nó can lộ lộ ở giữa đường cơ thì mình còn bắn. Giờ đi vào cái khu đấy. Khỉ chỉ tác chiến ở trên ở vùng hoang sơ đây em hiểu không? Khỉ vào trong. Ok. Khỉ vào trong đô thị tác chiến là chúng nói mẹ này nhốt chuồng ngay. Mình chỉ tác chiến ở vùng gọi là hoang sơ hẻo lánh thôi. Chỉ đây lỗ cao ngay. Cái này có vẻ mọi hơi người xa đáng nhỉ? Sợ. Chúng ta phải gọi là... Ôi, 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 cháu. Ô, chết đệt. Chết đệt. Rồi, cuối cùng thì Phan cũng ăn được một mạng rồi. Anh lấy quả bom thôi. Em không nhặt à? Không. Này. Đàn nó có đàn em gì không? Nhiều. Em lấy không? Anh nhiều lắm. Thôi đây em 200 rồi. Ờ thế anh có 200 hỏi con. Thế con thôi. Còn thêm tí nữa. Thôi. Lấy nhiều làm chi. Đấy em lấy chưa? Bên cảng. Ơ, mình chưa xịt xe à? Xịt luôn. Xịt rồi. Đấy bây giờ mới xịt nè. Nơi e đang chạy. Nơi e. Đây nhìn rồi.
Bắn bỏ mẹ đi em ơi. Mày đùa với loài khỉ à? Bắn mất nhiều máu thế mà. Anh đâm nó 100 máu mà. Đạn em gì à em ơi? Nhặt đi, anh chỉ nhặt bom thôi. Em bắn cẩn thận, Tuấn đi nhanh lắm. Cái gì? Tuấn đông ai bát mà. Em lại phát âm sai em rồi. iPad Pro. Nghe sang chạy giữ thần. Đi nào. Thấy chưa em thấy chưa? Khỉ tác chiến ở ngoài thiên nhiên nó dã man chưa? Mới vào trong đô thị nó luộc cao mình ngay. Ở ngoài thiên nhiên mình là bá chủ rồi. À từ kiếm cái thính nhỉ? Vừa bảo thính rời đâu nhỉ? SE nó bên bờ bên kia kìa. Đủ. Dưới trong cảng kìa. Vãi nồi. Thôi mình cứ đi lượn phượn đây, mình kiếm thằng nào mình bắn. Thế thì đi dọc ngoài đường thôi. Ừ, dọc ngoài đường thôi. Vào cảng. Đấy, 105 này, gần đây này. Ôi! Dưới thịt. Rồi. Thịt. Đâu xanh, thôi không cần loot em ơi, không cần loot. Hai thằng đấy không cần loot. Trời ơi, cái thằng thứ hai anh bắn gần chết rồi. Lên. Lên fan ơi. Thế thôi, mình hủy diệt mày đấy. Đi tiếp. Đó. Trời ơi, sai lầm khi mà thả hai con khỉ này ra khỏi thiên nhiên đó. Hủy diệt. Có xe SE à, hướng S đằng sau mình. Đâu? Đã nhìn thấy. Ôi nhảy. Cháu nó nhảy xuống rồi. Ui, xe bên nữa. Đâm thằng này đã. Ôi. Đâu em đâu à? Em đây, em chỗ xe. Từ ngồi. Mẹ. Có tiếng sai lần. Chạy vào trong đây. Đây chỗ ô tô này, ô tô lấp được. Có lấp được không? Béo phải 240 bắn này. Chạy ra đây, bỏ ra đây. Đây. Nhanh. Được, cứ bỏ. Anh vừa cứu em vừa bỏ ra sau lưng anh đi. Cẩn thận nhá. Hình như bọn nó ở trong nhà ấy. Đây em thấy hay hướng 240. Bắt máu lên, ngồi xuống bắt máu lên. Anh vớ được cái X8 nó. Có luôn xăng rồi. Lên xe luôn không? À đây rồi, anh nhìn nó. Từ. Một thằng. Có thằng đi xuồng. Sao? Thằng khác bắn em. Đây, thằng trong nhà. 210. 210, 240. Xong. Bọn trong nhà. Còn không? Còn, anh lốc thằng bọn đấy hai lần rồi. Đi về đây em ơi, đi về đây. Từ nhá, anh lấy một con xe này. Đấy, anh em lấy con xe này còn nguyên. Đi không hay như thế nào? Đi. Mình ngồi xe rồi. Đang ở giữa bo mà. Thế thôi ngồi đây ke nó. Đây, đứng lên đây ke dễ hơn. Ui, chỗ này xấu quá. Nhưng mà ke canh được này. Thôi, bỏ nhá. Bọn đấy anh lốc nhiều rồi nhưng mà anh không tham, anh không muốn tham bọn này. Rồi, ok. Anh lốc nó hai lần liền nhưng mà nó cứu được. mấy bạn đang xem livestream đang bảo nhìn con khỉ của em lúc nó bò trông tội vãi nồi. Bò lúc chết đấy á, lúc lóc đấy á.
hỏng rồi. Bo góc chúng lên nó hẳn, lên. Phải đẩy lên chúng nó trên rồi. Phải đẩy chúng nó rồi. Không đẩy không được rồi. Dừng dừng em ơi, xuống nhá, xuống xe. Đẩy. Đùa ông này. Sao? Để thả trôi xe ấy. Ngồi vẫn ngồi trên xe. Nó ở nhà nào ấy? Nhà này đi. Nhà Doraemon à? Ô sao lại có thằng ở đây này? Ở đâu? Ngồi im luôn, ngồi im. Có xe. Có xe. Bọn đấy nó đi ấy. Không phải, xe thông cầu. Cẩn thận. Lúc anh bắn bọn nó ở nhà nào? Đây nhà trước mặt này, 165 này, 165. Nhà xanh hay nhà đỏ à? Nhà xanh, 2 tầng. 2 thằng. Chắc có khi ô tô nó cũng đi rồi. Từ từ anh lấy ít đạn nó ra. Ok rồi. Ồ, đây đây. Đâu? 105. Này chạy. Di chuyển khó bắn quá. Xong rồi em ơi. Nó vẫn trong nhà. Ừ. Xong. Nó ở trong nhà. Tìm nó giết đi. Bắn lại kìa. Bắn bọn nào ấy? Có thấy đạn lên xong, đây không? Xong. Xuống không? Xuống làm gì? Anh không có xuống đâu. Anh ở trên đây thôi. Tác chiến thì trên đây thôi. Mình ở thiên nhiên thôi. Đấy, em ơi. Sau em ơi, lấy cái đồi cao, lên xe lấy cái đồi cao. Từ em ở trên đi, anh lấy con xe cho. Lấy cái đồi cao anh em mình dễ tác chiến hơn. Lên xe. 17 kill rồi. My Yahoo. 17 kill trong đấy có 15 bạc bốt. Cái cục cứt. Chưa còn 9 thằng nữa. Ayo. Vùng trời mới này. Từ nhá, kiếm xem có thằng nào. Sao rồi? Em nhìn vào cái nhà Doraemon đi. Anh nhìn ra ngoài đường chưa? Nhìn đi xem có nó, nhìn xem. Xoay đi. Không lấp nhà rồi. Đây, nhìn đi, nhìn xem có nó. Có cái này anh thường bắn luôn. Không thấy à? Ok. Rồi, coi. Ồ, có tiếng bắn nhau 120 à? Kệ nó. Ở ngoài bọn. Ngồi im trên xe. Ngồi im. Đổ xăng nhá. Ừ, đổ xăng. Vẫn ở trong bo này. Có lẽ anh em mình phải công cái nhà này thôi. Công không? Có ai đâu mà công. Biết được ấy. Nó xe kỹ đi. Nó lấp ấy. Đây. Em vòng xem nhá. Nhìn đi. Không có. Chắc không? Chắc. Xuống. Đạn vẫn còn này. Từ từ. Đừng có lắm vội. Tránh ra. Để. Ô. Bật máu em. Ô nó ăn đéo ấy. Ok, thế vào được rồi. Em biết đáp bom xuyên cửa không? Không. Ra đây anh dậy. Ôi, ném bom. Có mà, đang, nó lấp ở trong nhà còn ra đây chỉ cho. Này, đừng đứng sát tường nhá. Hoặc là đứng ở chỗ này. Xong rồi đáp vào cái chỗ có tay nắm ấy. Piu cái. Đó.
Mấy lần lên công nhà có thằng chết ở trong vòng như vậy rồi đấy. Ok. Còn 8 thằng nữa thôi em ơi. Cố gắng top 1 nào. Cuối sau nó cứ giật giật nè. Anh không bị giật. À đúng rồi. Ở fan ơi, để cái cấu hình 2 thôi, đừng để cái excitation. Đừng để cái cao nhất đoạn cuối bị giật. Anh vừa vừa rồi bị, phát này không bị nữa rồi này. Thế à? Ừ, để cái phần cao nhất đến cuối bị giật. Để phần trung bình thôi. Nhưng mà nhìn đồ họa nó xấu hơn đi hẳn này. Rồi kệ chứ, nó xấu đi mấy đâu. Nhìn cỏ nó khác hẳn ngay. Cái gì vậy? Nhìn xấu xấu một tí. SE đây. Trong bò. Có ra ngoài hóng không? Hóng chứ, phải hóng chứ. Hình như nó bắn ở căn nhà. Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Nó có 3Z. Ở căn nhà đôi mon em ơi. Cấu hình xấu quá. Ui, nó có con xe nhìn trông chất vãi. Còn 5 thằng nữa thôi em ơi. Cả anh em mình ấy. Rồi như vậy còn 2 thôi. Còn 2. Anh nghĩ là 2 thằng ở nhà đôi mon luôn đấy. Di chuyển xuống, mình ngoài bo. Cứ bình tĩnh thôi, không phải xoắn. Nhà nó trong bo mà. Cứ từ từ, mình nhiều mà. Uống nước đi. Tí nữa mình chạy phải em nhá. Để căn nhà đôi mon đấy cho anh. Chạy ra viền ngoài em à. Đây rồi, anh nhìn nó. Anh nhìn nó rồi. Nó ở nhà nào? Nhà, nó ở nhà Doraemon. Chạy mẹ ra hướng chỗ em này anh Tuấn ở. Khó. Ra đằng sau nhà này. Chỗ em chạy được mà, ngon lắm. Ok. Anh nhìn được nó rồi, anh đang muốn giết nó. Cái điều của em bị nhiều. Có thằng lắm. Có thằng đằng sau anh em mình. Có một thằng đằng sau anh em mình nữa. Ồ. Mèo rồi. Ủa ôi, anh bị đâm rồi. Thôi xong rồi. Chán thế. Chán thế. Vẫn còn một thằng đằng sau mình nữa. Đen quá. Giết thằng đấy đi. Giết rồi đúng không? Giết rồi. Ồ ngon, thế một đấu một. Một thằng ở trong nhà đôi mon chắc chắn luôn, chăm chăm. Chơi đất rùa. Kia. Win. Nhìn của em cẩn thận anh ơi. Bình tĩnh thôi. Tuyệt rồi em ơi. Ồ, thôi đừng bắn nữa. Lấy góc gần hơn bắn. Rút thôn sơn ra em. Cứ bình tĩnh thôi. Ngồi xuống. Đừng lộ, ngồi xuống. Lùi một tí nữa, nó vẫn nhìn thấy người em. Ok, chỗ nó. Nhìn nó đi, tìm nó đi. Okay. Ok. Anh em nhìn thấy em toàn bắn vào, em toàn bắn vào cây thôi. Em có bắn vào người đâu. Em toàn bắn vào cây thôi. Em để phần auto em. Rồi xong, giờ bất lợi cho em rồi. Nhanh. Đừng có đi hướng ra ngoài, nó nhìn thấy giờ. Đến cái cây đi. Nhanh lên, đến cái cây trước mặt em đi nhanh. Trong bó rồi. Đây anh bảo, mở phần cài đặt ra, tắt auto aim đi. Hay. Very good. Yeah. À, không được rùa. Mẹ, anh tưởng là hai thằng ở trong nhà kia làm cứ đứng đấy. Thế mèo nào bị xe đâm chết. Nhục quá.